Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với series Kiếm Hiệp của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như nói đến tiểu thuyết giang hồ thì có lẽ hai đại diện xuất sắc nhất đó chính là Kim Dung cùng với Cổ Long, mà cả hai người này thì đều có những sự khác biệt nhất định. Kim Dung thì viết là nhân gian chú trọng nhân cùng với tình, mà Cổ Long thì là viết thiên nhai, là lãng tử cùng với tùy tính. Chữ hiệp của hai bọn họ mặc dù có sự khác biệt nhưng lại vô cùng đặc sắc. Bất luận là Trương Vô Kỵ, Kiều Phong, Dương Quá, Quách Tĩnh hay là Vi Tiểu Bảo dưới ngòi bút của Kim Dung, hoặc là Lý Tầm Hoàn, Lục Tiểu Phụng, Tiêu Thập Nhất Lang dưới ngòi bút của Cổ Long thì đều là những nhân vật chính tràn ngập sắc thái hiệp nghĩa. À, bỏ qua những điều này thì Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung không thể nghi ngờ là một tác phẩm để đời. Nhưng mà Trương Vô Kỵ, nhân vật chính trong truyện, lại không phải là người lợi hại nhất ở trong đó, mà tối cường giả đó là Trương Tam Phong. Đồng thời Trương Tam Phong cũng là nhân vật mạnh nhất trong số tất cả những tác phẩm của Kim Dung. Chính tác giả cũng đã đề cập đến điều này. Như vậy Trương Tam Phong mạnh hơn Trương Vô Kỵ bao nhiêu? Chúng ta có thể lấy Kim Càng Phục Ma Quyển của Thiếu Lâm Tam Độ để xét đến khía cạnh này. Mà đây cũng là trận pháp có lẽ chỉ Trương Tam Phong mới có thể tự mình phá giải. Đối với Kim Càng Phục Ma Quyển, tin tưởng những ai từng đọc qua Ỷ Thiên Đồ Long Ký đều có chút hiểu rõ. Đây là từ trong Thiếu Lâm Tự Độ Ách, Độ Kiếp, Độ Nàn, ba vị đại sư cùng nhau hình thành Chí Cường Trận Pháp, Tâm Ý Tương Thông. Trận pháp này tính từ khi bắt đầu hình thành cơ hồ không người có thể phá. Mà Trương Vô Kỵ cũng giống như vậy, ba lần xong trận cuối cùng đều là thất bại. Như thế xem ra trận pháp này tuyệt đối là vô cùng khủng khiếp. Mà lại coi như ba vị đại sư không cùng liên thủ, tùy tiện một vị ứng chiến đều có thể nghiền ép đám người Dương Tiêu. Trong nguyên tác có một đoạn miêu tả là trang cảnh Vi Nhất Tiếu đưa tin cho Tam Độ. Lúc ấy đối mặt với Độ Ách yếu nhất, nguyên tác miêu tả như sau. Độ Ách khẽ khom người đưa tay tiếp nhận danh thiếp, tay phải năm ngón chạm đến tấm danh thiếp. Vi Nhất Tiếu toàn thân tê rần, uốn lượn giống như nhận phải lôi chấn, ngực phát nhiệt, dáng người như muốn ngã oặt. Hắn kinh hãi vội vàng vận công trèo trống. Vẹn vẹn một lần tiếp nhận chỉ bằng chút nội lực đã có thể miểu sát Vi Nhất Tiếu. Thực lực này là mạnh đến cỡ nào cũng không cần miêu tả quá nhiều. Như vậy thử nghĩ, ba người liên thủ chẳng phải là kinh khủng đến độ không thể lý giải. Trong nguyên tác, khi Trương Vô Kỵ lần thứ nhất xong trận, hắn đã dùng đến toàn bộ tuyệt học của bản thân, bao gồm Thánh Hỏa Lệnh, Càn Khôn Đại Na Di, Cửu Dương Chân Kinh, các loại chiêu thức của Thái Cực Quyền. Nhưng kết quả thì sao? Hơn trăm chiêu về sau, hắn đã bị đánh đến mức thổ huyết. Mà ở trong đó vẫn là dưới tình huống mà Tam Độ đã nương tay. Nếu không là bởi vì có quang hoàn của nhân vật chính, chỉ e đã phải táng thân. Trải qua lần đọ sức này, Trương Vô Kỵ biết rõ, dựa vào một mình bản thân hắn thì tuyệt đối không có khả năng phá trận. Thế là liền quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ. Lần thứ hai xong trận thì có thêm Dương Tiêu cùng Ân Thiên Chính. Hai người này có thể xem là những nhân vật nổi danh của Quang Minh Đỉnh, võ công càng là không kém, trên giang hồ cũng được xem là nhất lưu cao thủ. Vốn định công bằng lấy ba đánh ba, ai ngờ vẫn như cũ không có thủ thắng, bởi vì thực lực của Dương Tiêu và Ân Thiên Chính chênh lệch quá xa. Có thêm hai người họ cũng chẳng có tác dụng gì. Đồng thời Ân Thiên Chính càng là đây trực tiếp phải vong mạng. Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến tuổi già cùng sức lực cạn kiệt bởi những năm tháng chinh chiến trước đó. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là do Tam Độ quá mức cường hãn. Trương Vô Kỵ hai lần phá trận không có kết quả nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Ở đại hội đồ sư tiếp tục nhẫn nhục, liên thủ với Chu Chỉ Nhược. Lúc này Chỉ Nhược đã không còn là một nữ tử yếu đuối như ngày nào, mà là đã tu luyện võ học trong Cửu Âm Chân Kinh. Lần này một dương một âm liên thủ, nhìn qua hoàn toàn là sẽ có khả năng chiến thắng, nhưng không ngờ tiếp tục vẫn là một lần thất bại. Mà lại có một điểm mấu chốt, chính là Tam Độ vẫn luôn có ý nhún nhường, không muốn giết Trương Vô Kỵ. Tuy rằng lần cuối đã xác định là hai bên sức lực cầm đồng, mặc dù như thế vẫn có thể tính ba lần vẫn đều là bại. Vì không hoàn thành được mục tiêu là đánh bại Tam Độ, như vậy thì phải làm sao, muốn phá nhưng không phá được. Nếu không phá thì không những không cứu được Tạ Tốn mà còn mất mặt cả Minh Giáo. Có lẽ là nên mời Trương Tam Phong. Trong nguyên tác cũng không có đề cập đến tình tiết Trương Tam Phong đến phá trận. Mà đây cũng là một điều khiến các độc giả 10 phần tiếc nuối. Tuy nhiên các fan hâm mộ của câu chuyện thì vẫn luôn canh cánh một điều. Trương Tam Phong liệu có thể phá được Kim Càng Phục Ma của Tam Độ hay không? Trong nguyên tác cũng có một câu phi thường minh xác. Năm xưa, Trương Tam Phong một mình đến khiêu chiến Thiếu Lâm Tự. Trương Tam Phong đã nói,
Bần đạo hôm nay lên núi chính là tâm mộ võ học quý phái, tự biết không bằng, đành phải hướng đến các vị đại sư thỉnh giáo. Lúc này đưa ra lời thách đấu chính là trước mặt ba vị chữ không. Gặp tình huống như vậy, Thiếu Lâm không người dám đáp lời. Còn nghĩ thầm, lão đạo này đã sống hơn 100 tuổi, võ công chắc tuyệt, đã tiến vào hóa cảnh từ lâu, trên đời làm gì còn có ai là đối thủ của ông ta. Cuối cùng không có cách nào, Khổng Tính đã nói một câu: "Hảo lão đạo, người muốn kiểm tra so sánh với chúng ta, Khổng Tính ta cũng không sợ ông." Trong Thiếu Lâm tự 100.000 tiên hòa thượng cùng nhau tiến lên, người chưa chắc là có thể thắng được. Vậy thì trong câu nói này là có ý gì? Trường Tam Phong chỉ có một người, Thiếu Lâm 100.000 tên, vậy khẳng định cũng gồm cả hậu viện tam độ. Điều này nghe qua cũng thật là đáng sợ. Một câu nói kia liền có thể điểm danh thực lực của Trường Tam Phong là tối cường đến mức nào. Vị chân nhân này nếu là muốn phá Kim Cang Phục Ma Quyển, đoán chừng cũng không đáng kể. Dù sao một đám người luyện võ hà tất có thể sánh ngang với người tu tiên. Đương nhiên chỉ một lời nói của Khổng Tính, e rằng sẽ có rất nhiều người không phục. Chúng ta có thể xem lại nguyên tác ở trường đoạn khi Trương Vô Kỵ bắt đầu lên núi phá trận. Nguyên tác viết rằng Trương Vô Kỵ thấy vị lão tàng dễ dàng giết chết vợ chồng Hà Thái Sùng thì không khỏi chấn kinh. Tu vi so với Huyền Minh nhị lão còn có phần cao hơn, tuy không thể so với Thái Sư Phụ Thầm Bất Khả Trắc, nhưng cũng đã tiến vào hóa cảnh. Trương Vô Kỵ có thể xem là hậu sinh khả úy, là đệ nhất cao thủ đương thời, nên sự so sánh nhận xét của hắn hoàn toàn là dựa vào lĩnh ngộ của bản thân mà định lượng. Hắn vốn kính phục tu vi của tam độ, nhưng vẫn biết họ không thể so được với Trường Tam Phong. Một ví dụ nữa có thể được đưa ra là Trương Vô Kỵ đến phần cuối truyện, công lực đã đại tiến thêm một phần, nhưng đối chiến với Huyền Minh nhị lão vẫn là khá khó khăn, lại thêm mưu mẹo của Triệu Mẫn mới giành được chiến thắng. Nhưng năm xưa khi Trương Tam Phong cứu ra Trương Vô Kỵ, chỉ đơn giản một trường ấn xuống đã khiến hạc bút ông không thể gượng nổi. Ngay cả khi Trương Tam Phong tiếp cận với tu vi của mình, hắn vẫn còn chưa kịp phát giác thì đã hoàn toàn bị nghiền ép. Lại có rất nhiều người còn nói rằng năm xưa Không Kiến Thần Tăng chịu 13 quyền của Tạ Tốn nhưng chẳng hề hấn gì, mất mạng chỉ là do bị lừa gạt. Còn Trường Tam Phong mới chỉ trúng một trường của tên Thiếu Lâm Tây Vực đã thổ huyết trọng thương. Nếu như là chúng phải vài quyền của Tạ Tốn thì biết phải làm thế nào. Ở đây chúng ta cần phân tích rõ ràng Không Kiến Thần Tăng chịu 13 quyền của Tạ Tốn là bởi vì bản thân đã vận lên Kim Cang Bất Hoại Thể. Tạ Tốn biết rằng ông ta khi vận khí không được mở miệng và phân tâm, nên đã giả vờ tự sát. Dưới tình thế không phòng bị, Khổng Kiến đã lập tức bị một quyền chấn nát ngũ tạng mà tử vong. Còn Trường Tam Phong thì sao, cũng nhận phải một đòn chí mạng của một tên đệ nhất Thiếu Lâm Tây Vực, nhưng chỉ trọng thương, hơn nữa còn nhanh chóng phản đòn giết chết đối phương. Cùng là tình huống không phòng bị, Khổng Kiến thì bị đánh mất mạng, còn Trương Tam Phong chỉ trọng thương, lại còn lấy mạng của địch thủ. Ai mạnh ai yếu thì trong đó đều đã rõ ràng. Nếu như là để Trương Tam Phong biết trước vận khí hộ thần như Không Kiến, thì đoán chừng Tạ Tốn có đánh gãy đến cả tay cũng không làm gì nổi. Chưa hết, Trường Vô Kỵ, Dương Tiêu và Ấn Thiên Chính tuy rằng hợp lực phá trận, nhưng bọn họ chỉ là dựa vào một thân cậy mạnh, kiến thức về trận pháp hoàn toàn không nắm vững. Có câu muốn phá trận thì phải hiểu trận. Kim Cang Phục Ma Quyển chính là do tam độ bày ra, dù có tinh thông hơn nữa thì nó vốn là thuộc về phạm chủ trận pháp. Mà Trương Tam Phong không những võ học tuyệt luân, lại còn có thể sáng tạo ra trần võ thất tỉa trận cho võ đàng thất hiệp. Đây được xem là một trận pháp mạnh nhất trong số các trận pháp của Kim Dung, uy lực còn vượt xa cả Thiền Càng Bắt Đầu Trận của toàn Trần Thất Tử năm xưa. Điều đó cho thấy đối với tạo nghệ về trận pháp thì Trương Tam Phong hoàn toàn xứng đáng là bậc đại tông sư, nên bằng vào thực lực của Trương Trần Nhân hoàn toàn có thể phá giải tam độ. Chỉ đáng tiếc là trong nguyên tác không có chân chính sắp xếp sự gặp gỡ này, tất cả đều chỉ có thể dựa vào suy đoán. Cũng có người nói nếu để cho Kiều Phong với mãnh lực tất thắng của Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng có thể phá trận. Mặc dù sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng trong thế giới võ hiệp đây cũng chính là mị lực mà nó mang lại. Mỗi người đều tự có định lượng và suy đoán của riêng mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề kiếm hiệp Kim Dung, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video như thế này, hoặc là những bài phân tích liên quan đến những tác phẩm khác như là Phong Thần Diễn Nghĩa, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Thủy Hử, hay kể cả những bài phân tích về kiếm hiệp của những nhà văn khác ngoài Kim Dung như là Đan Thanh, Cổ Long, Mã Vĩnh Thành,
thì các bạn hãy tiếp tục truy cập vào channel của mình để theo dõi những nội dung đã được mình đăng tải lên trước đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.